chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay 27 và ngày mai 28 tháng 6, dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ, vùng núi cao phổ biến từ 20 đến 26 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Tại thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Tại huyện Mường Tè, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Trong khi đó tại huyện Sìn Hồ, nhiệt độ dự báo dao động từ 20 đến 26 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Còn tại huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tiếp theo là huyện Nậm Nhùn, ở đây nhiệt độ dự báo dao động từ 24 đến 34 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Còn ở huyện Tam Đường thì nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 33 độ, độ ẩm là từ 65 đến 95%. Huyện Tân Uyên, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ và độ ẩm cũng dao động từ 65 đến 95%. Cuối cùng là huyện Phong Thổ, ở đây nhiệt độ dự báo dao động từ 24 đến 34 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Vâng, thưa quý vị khán giả, với kiểu thời tiết đêm có mưa, ngày có nắng nóng nên nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 34 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể sẽ nóng hơn nhiều do còn kết hợp với độ ẩm không khí. Với kiểu thời tiết như vậy thì có thể gây mệt mỏi nếu như duy trì tiếp xúc và hoạt động thể chất kéo dài. Quý vị hãy lưu ý bảo vệ sức khỏe. Trên đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.